con là kẻ hèn mọn, mọi việc người làm thì đã làm vì chúng con. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết. Trái tim người đã chịu cực khổ vì chúng con. Chúng con mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên xin Đức Chúa Trời tha tội tha và cho kẻ có tội. Chúng con là kẻ khốn khó, chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng. Nay ơn trên trời soi sáng thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến trái tim người cách riêng. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đang dâng cho trái tim cực thánh. Chúng con xấu hổ lắm, xâm mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng. Chúng con hợp một ý cùng bề trên mà dâng mình cho trái tim cực trong Đức Chúa Giêsu. Chúng con dâng linh hồn, xin trái tim gìn giữ cho sạch mọi tội. Chúng con dâng sáng, xin trái tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời. Mọi sơ bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm, sự sống sự chết, tài trí của cái hết mọi sự chúng con dâng cho trái tim thay thầy. Dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó, thì xin chiêu bằng lòng cho sáng danh trái tim Đức Chúa Giêsu. Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng, xin trái tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ở trái tim cực thánh hay cai trị trong lòng chúng con, xin che chở chúng con cho khỏi trước ma quỷ. Xin thêm lòng tin cậy kính mến cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin phá những sự dữ hay vây bọc tư bề, xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết. Xin ban mọi ơn lành cho Đấng Giám Mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu. Xin phù hộ cho các thầy cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cùng xin giúp các đấng các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên ở trái tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con, hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này, hãy đưa chúng con lên thiên đàng. Hướng trái tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen. Trong giờ khấn lòng thương xót Chúa hôm nay, xin mọi người hợp ý với một người chị em, xin Chúa ban cho đi chuyến bay, đi du lịch về được bằng an. Xin tạ ơn Chúa. Mời cộng đoàn mở sách hát trang 28. Qua thánh thể cao siêu con ngợi ca tình yêu của Chúa. Một tình yêu bao la vời vợi, tình yêu có từ bao đời. Một tình yêu chẳng lúc nào vơi.
một tình yêu cao sâu nhiệm màu, tình yêu có từ bao đời, một tình yêu trên mọi tình yêu. Con đã thấy quyền năng của Chúa biến lễ vật hóa lương thần làm sự sống ngàn dân. Dẫu con đây là tội nhân, Chúa yêu thương luôn độ trì. Tình Ngài muôn đời không vi, đời con đâu xứng lãnh nhận. Qua thánh thể cao siêu, con ngợi ca tình yêu của Chúa. Một tình yêu bao la vời vợi, tình yêu có từ bao đời, một tình yêu chẳng lúc nào vơi. Một tình yêu cao sâu nhiệm màu, tình yêu có từ bao đời, một tình yêu trên mọi tình yêu. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dẫu chúng con đây là tội nhân, Chúa yêu thương luôn độ trì. Chúng con xin cảm tạ tình yêu thương xót bao dung của Chúa vẫn dành cho chúng con. Và hẳn đó cũng là kinh nghiệm của Thánh Phaolô và Phêrô ngày nào mà hôm nay toàn thể giáo hội long trọng mừng kính các ngài. Các ngài cũng có kinh nghiệm về tội lỗi và sự yếu đuối như chúng con, nhưng đã được tình yêu thương xót của Chúa tha thứ và nâng đỡ. Xin cho mỗi người chúng con, khi đã được Chúa thương xót thứ tha rồi, cũng biết dùng lòng từ ái xót thương của Chúa mà đối xử với nhau. Lạy Chúa Giêsu, giờ phút này chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trên bàn thờ. Chúa hiện diện nơi đây để lắng nghe những nhu cầu ước nguyện, những lời cầu xin của mỗi người chúng con. Xin Chúa thành toàn cho những ước nguyện đó, nếu điều đó đẹp ý Chúa. Chúng con cũng dâng lên Chúa những anh chị em đang gặp khó khăn, đau khổ, vất vả trong cuộc sống. Xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ giữ gìn chúng con. Giờ đây xin mở lòng trí của mỗi người chúng con để chúng con lắng nghe lời hằng sống của Chúa. Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành suối bên bình an. Dù đang đất trời lắm phen điều tàn, ai giữ lời Cha sẽ mãi yên hàn. Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sự sống nuôi dưỡng con người. Lời Ngài dẫn đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Ngài mãi còn ngọt ngào ân thiêng Chúa tràn cõi lòng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các môn đệ thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời
Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là hai cột trụ của hội thánh. Hai vị có nhiều điểm khác nhau về mặt tự nhiên, nhưng đều có chung lòng yêu mến Chúa Giêsu tha thiết. Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, và Ngài đã sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì lời tuyên xưng ấy. Thánh Phaolô coi mọi sự là thua lỗ, bất lợi so với cái lời tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu và thuộc về Người. Và thánh nhân cũng chấp nhận hy sinh cả cuộc đời và mạng sống để làm chứng cho Chúa. Chỉ tuyên xưng ngoài miệng thôi thì quá dễ. Tuyên xưng và sống điều mình xác tín trong lòng mới đem lại ơn cứu độ. Ước mong mỗi tín hữu hãy tuyên xưng Chúa không chỉ bằng kinh tin kính mà còn bằng cả cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban ơn can đảm cho từng người trong gia đình chúng con, để chúng con theo gương Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin bằng chính cuộc sống của mình, và không ngừng thưa lên cùng Chúa rằng: bỏ Thầy con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Amen. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện danh Cha ca sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống khai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quang phong Si-ô Phi-la-tô, chịu lòng đánh trên cây thánh giá, chết và tăng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngờ bên hiếu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và
cả toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy nơi Chúa. Lạy Cha Đấng đầy lòng trắc ân, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dầu tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mà dù họ là một linh hồn vô
cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tân hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kinh lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là đấng hằng sống và hiến chi muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn mở sách trang 75. Ngày thứ năm, cầu cho các linh mục và tu sĩ. Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy lòng thương xót, cán nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa tăng thêm ơn thánh cho các linh mục và tu sĩ, hầu các ngài có đủ khả năng thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng, để mọi người xem thấy hành động của các ngài mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đang ở trên trời. Lạy Cha hằng hiếu, xin Cha ghé mắt xót thương đến các môn đồ đưa tròn trong vườn nho của Cha, đó là các linh mục và tu sĩ. Xin Cha ban cho các ngài sức mạnh và phúc lành của Cha, vì tình yêu của trái tim con Cha nơi nấu thân cho các linh mục và tu sĩ. Xin Cha thông ban cho các ngài có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ và hợp lời hát mừng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. Chúng con kính lạy và ngợi khen sự màu nhiệm mình thánh rất sang trọng, màu thánh rất châu báu vô cùng, bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con. Là đêm sau hết, khi người còn ngồi cùng các môn đệ mà ăn bữa tối,
là bữa trọng trên hết các bữa. Khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho 12 môn đệ lấy làm của ăn. Ngồi thứ hai ra đời làm người, phán một lời phép tắc vô cùng, mà làm cho bánh thật trở nên mình người, cùng làm cho rượu nho hóa nên máu người thật. Vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có được tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lại phép rất thanh rất trong giường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền. Thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sớ mầu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng. Amen. Này con là đá, trên viên đá này tao xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, xa tan sức hồn mưu ma vây vùng không làm chuyện rung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quần thù, đừng trao người cho ác tâm quần thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người dân Chúa mỗi ngày được thêm đông xô. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã trao phó tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc vào hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đặt tơ Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhân. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng và mở sách hát trang 47. Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, răng gieo tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hằng say theo bước chân của Ngài, chúng
hiếu kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Chúng con cái vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.